Một quả đá phạt trực tiếp dành cho cao thủ Hải Phòng. Góc sút chính diện, cự ly giống như tình huống dẫn tới bàn thắng trước đó. Nguy hiểm. Tỷ số là 4-3. 4-3 và đó là một hat-trick dành cho Jeremy Lynch. 4-3. Chúng tôi đã cảnh báo rằng thời gian vẫn còn đủ để cho một trong hai đội bóng sẽ ghi được bàn thắng thứ tư. Chỉ có điều là không biết đội bóng nào sẽ ghi được bàn thắng thứ tư trước. Và đó là Hải Phòng. Jeremy Lynch. Thẻ vàng là đúng rồi. Chẳng còn gì phải bàn cãi. Quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân là hoàn toàn chính xác. Và chỉ trừ khi Jeremy Lynch không thuộc luật, cởi áo ăn mừng, nghiễm nhiên là thẻ vàng. Tuy nhiên đây là thẻ vàng thứ hai. Quả phạt góc thứ tư của đội chủ nhà. Lại một lần nữa thì Tuấn Linh đã mắc lỗi. Nhưng lại một lần nữa thì người ta phải nhắc đến cái tên Dương Thanh Hào. Chúng ta xem quyết định của trọng tài Trần Văn Lập trong tình huống này. Thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ trực tiếp dành cho một cầu thủ của Thanh Quảng Ninh. Có vẻ như phá bóng vừa rồi của hậu vệ Thanh Quảng Ninh là phá bóng bằng tay. Chúng ta đang chờ xem lại tình huống làm chậm trong pha bóng này. Sự phản ứng đến từ các cầu thủ Thanh Hoàng Ninh. Sự ngỡ ngàng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Có vẻ như Dương Văn Khoa là chủ nhân của pha bóng này. Nhân vật chính của pha bóng này. Thẻ đỏ dành cho Dương Văn Khoa. Ngay sau đó, bóng trúng mặt của Dương Văn Khoa theo góc nhìn của chúng tôi là như vậy. Bóng trúng vào mặt của Dương Văn Khoa. Một tình huống có phần oan ức. Không vào. Vẫn không vào. Không vào. Ba pha dứt điểm của BKB Bình Dương. Tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Đã có một sự thiếu hiểu ý giữa trợ lý trọng tài và trọng tài chính. Quyết định của trọng tài chính là quyết định cuối cùng. Thì đó là một quả ném biên dành cho Hà Nội TBT. Việc phản ứng với trọng tài khiến cho Sầm Ngọc Đức phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Như vậy những phút cuối cùng của trận đấu thì Hà Nội TBT chỉ còn lại một người trên sân. Không qua được sự truy cản của Rabu Ali. Vừa rồi có vẻ như một cầu thủ của BKB Bình Dương đã xấu chơi. Vinicius đã nổi nóng, không giữ được bình tĩnh. Xô xát đã xảy ra trên sân vận động Gò Đậu thực sự. Đúng là các cầu thủ của cả hai đội đã không giữ được những cái đầu lạnh cần thiết. Vinicius đã chỉ tay vào các trợ lý trọng tài. Mọi chuyện lẽ ra không có gì. Nếu như Hồ Tấn Tài không có một tình huống chơi tiểu xảo khiến cho Vinicius bực tức. Thế nên trọng tài Trần Văn Lập cũng có phần nương tay hơn. Vinicius cũng không vừa. Trong lúc mà chúng ta đang xem lại tình huống ghi chữ làm chậm, cục diện đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta chờ xem quyết định của trọng tài Trần Văn Lập với tình huống này. Có vẻ như ông Lập đã trao đổi với các trợ lý trọng tài và đưa ra quyết định của mình.
một tình huống cực kỳ hồi hộp. Và bây giờ thì Hồ Tấn Tài, sau khi mà ông Trần Văn Lập tham khảo ý kiến với các trợ lý của mình, rút ra thẻ đỏ trực tiếp dành cho Hồ Tấn Tài. Quân số vào lúc này cả hai đội chỉ còn có 10 người. Tất cả những gì hấp dẫn nhất, hồi hộp nhất, những bất ngờ diễn ra trong hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu. Hai chiếc thẻ đỏ, hai quả phạt đền bất hút trong những pha tấn công của Than Quảng Ninh. Fagan. Rất khỏe. Tiếp tục là một quả đá phạt nữa cho Hải Phòng. Như vậy là lỗi phản ứng vừa rồi đã khiến cho Đinh Hoàng Max. Chúng ta cùng chờ xem là liệu có phải là Đinh Hoàng Max phải nhận thẻ hay không. Bởi nếu phải nhận thẻ thì đó là thẻ vàng thứ hai của cầu thủ này. Có lẽ là trọng tài chính Phùng Đình Dũng cũng đã quên rằng là Đinh Hoàng Max trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Đúng là như vậy. Như vậy là Đinh Hoàng Max phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Chúng tôi đang xem xét về việc thống kê thẻ phạt của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Thì đúng là đã có sự nhầm lẫn của trọng tài Phùng Đình Dũng. Lỗi phản ứng của Đinh Hoàng Max khiến cho cầu thủ này nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Đã có một chút sai lầm của trọng tài Phùng Đình Dũng ở việc tính thẻ trong trận đấu này, nhưng ông đã nhận được sự trợ giúp của trọng tài bàn, trọng tài thứ tư, ông Hoàng Ngọc Hà. Bây giờ thì bất lợi thuộc về phía Than Quảng Ninh. Đinh Hoàng Max nhận thẻ vàng thứ hai rất đáng tiếc, một thẻ vàng không đáng có đối với cầu thủ nhập tịch này. Lỗi trong pha bóng vừa rồi của Than Quảng Ninh thuộc về Vũ Minh Tuấn. Của câu lạc bộ Hải Phòng với hai tiền vệ Quốc Trung và Lê Phạm Thành Long đã thể hiện tốt hơn sau khi chơi khá lúng túng khoảng 10 phút đầu trận, quãng thời gian mà SCB Đà Nẵng chơi tấn công dồn dập và đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Dominic Smith. Đây là một trận đấu mà có khá nhiều những pha va chạm. Trong hiệp một thì cầu thủ SCB Đà Nẵng liên tục phải nằm sân, người đang bị đau là Âu Văn Hoan. Như vậy là sẽ có một quyết định nghiêm khắc của trọng tài. Một chiếc thẻ đỏ đã được chuẩn bị sẵn. Rất căng thẳng. Phản ứng của ban huấn luyện và các cầu thủ Hải Phòng là hết sức mạnh mẽ. Trọng tài đã gọi Hữu Phúc quay trở lại. Có vẻ như là cầu thủ của Hải Phòng đã bị truất quyền thi đấu. Và va chạm với Âu Văn Hoạt. Hải Phòng chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Hãy cùng xem lại pha va chạm này. Đó là một lỗi xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Chỉ có điều là sự nhầm lẫn của trọng tài Trần Trung Hiếu khi quyết định đưa ra chiếc thẻ với Trịnh Văn Lợi có lẽ là đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng không cần thiết.
Pha va chạm giữa Hữu Phúc và Âu Văn Hoàn. Trịnh Văn Lợi là người đã tiến tới vị trí của Âu Văn Hoàn đang nằm trên sân. Và hãy cùng xem lại tình huống rút thẻ của trọng tài Trần Trung Hiếu. Trịnh Văn Lợi không phải là người va chạm, nhưng anh lại là người phải nhận thẻ phạt. Và đó là nguồn cơn của sự căng thẳng. Rõ ràng là trọng tài chính Trần Trung Hiếu đã có một sự nhầm lẫn khá đáng trách.